Con lên đây, con lên đây. Còn con. Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu, và con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Dạ, con xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn. Con tên là Vi Thư và con đang làm thông dịch viên với giảng viên tiếng Anh. Con là thông dịch viên tiếng gì? Dạ, tiếng Anh luôn ạ. Rồi, và dạy tiếng Anh luôn. Rồi nhờ đâu mà con biết giáo điểm tin mừng mà hôm nay con đến đây con cầu nguyện? Dạ là do cậu của con ở bên New Jersey của Mỹ ấy, thì cậu con đi làm xong cậu con nghe những bài giảng của cha thì được ơn Chúa và cậu chia sẻ với gia đình, thì gia đình con cả nhà đến đây để được tham dự thánh lễ trực tiếp luôn. Chúng ta thấy và khi đây là lần đầu tiên hay lần con đến? Dạ, đây là lần đầu tiên. Rồi, lần đầu tiên cái cảm giác của con như thế nào khi cậu con từ bên Mỹ, New Jersey giới thiệu, từ Mỹ giới thiệu về Việt Nam giáo điểm tin mừng, mà giáo điểm tin mừng là made in Việt Nam. Giáo điểm tin mừng tại Việt Nam nhưng mà lại được người bên Mỹ giới thiệu cho người Việt Nam. Thấy Chúa làm toàn chuyện ngược đời không? Lúc nãy như vậy, cái ông thánh bật trời đánh này nè. Đó. Mà biệt tới cái cô này cũng vậy, cô ở Việt Nam, cô ấy đi dạy tiếng Anh rồi cô ấy làm thông dịch viên đủ thứ, mà cô không biết được cái lòng Chúa thương xót, mà phải Chúa phải nhờ một ông cậu mãi từ New Jersey, từ Mỹ mà giới thiệu về Việt Nam này cho cô biết giáo điểm tin mừng. Vậy theo những gì mà cậu con nói và những gì mà con đã được thấy tận mắt, nghe tận tai thì cái cảm tưởng, cái feeling, cái cảm giác của con là như thế nào? Dạ, thật sự là con cũng con phải qua thấy cái sự thay đổi trong cuộc sống của cậu con thì con mới có đức tin hơn. Tại cậu con hồi trước là tại vì cậu của con hồi trước là cũng khó khăn lắm, mà ở bên Mỹ đi lễ thì rất là xa và không có điều kiện để đi lễ thường xuyên, thì nhiều khi cậu đến nhà thờ không có lễ và cậu cứ ngồi cầu nguyện. Thì tình cờ một lần cậu con coi YouTube và thấy bài giảng của cha thì ngày nào cậu cũng nghe, và Chúa biến đổi lòng cậu từ một người cực kỳ khó khăn mà biến đổi, rồi ngày nào nói chuyện với con cũng nói về Chúa mà con thấy lạ lùng. Không có một thanh niên nào mà tự nhiên lại như vậy cả. Thì đánh động đến con và đến cả mẹ và bà ngoại và cả gia đình con được biến đổi cũng nhờ những cái lời chia sẻ của cậu. Rồi chị, rồi hôm nay con đến đây thì con thấy sao, cảm giác của con như thế nào, cái ấn tượng đầu tiên của con là như thế nào? Dạ thật sự mà nói, lúc coi trên YouTube thì con không có nghĩ là đông như thế này đâu ạ, mà con cũng không tưởng tượng nóng và đông mà mọi người hừng hực khí thế như vậy. Thật sự phải đến, cậu có nói đúng là con phải đến tận nơi thì Chúa mới đốt lửa tin mến trong lòng mình được, chứ coi qua mạng chỉ một phần 100 thôi. Dạ. Hallelujah. Rồi, cảm ơn con rất là nhiều. Con là thông dịch viên, con là người dạy tiếng Anh. Ước gì con là người thông dịch lòng thương xót Chúa. Tại vì nhiều người không biết tiếng Anh thì con phải nói cho họ hiểu về tiếng Anh, gọi là thông dịch. Bây giờ nhiều người chưa biết về lòng Chúa thương xót thì con là người đi nói về lòng Chúa thương xót cho người ta. Con cũng là thông dịch viên. Rồi, con là bây giờ con là người thông dịch thì con hãy nói cho mọi người nghe chính bản thân con đã được chứng như thế nào về lòng Chúa thương xót. Dạ, từ ngày mà con được cậu con chia sẻ thì con bị ba vụ tai nạn giao thông, thì cả ba lần là xe con đều nát bét hết, mà người con không hề có một vết bầm hay vết trầy nào luôn. Thì cái khoảnh khắc đó con cảm giác là có bàn tay Chúa nâng đỡ con, tại vì theo công an mà họ vẽ sơn trên đường đó, thì con sẽ phải dăng ra giữa lề đường và xe tải sẽ cán con đi tới đoạn đó. Nhưng con lại được dăng thẳng vô nhà dân ở trong lề và rất là khó hiểu, mà dăng tới mười mấy mét lận. Thì cả ba lần con bị đều được an toàn hết. Dạ con, con tin là có bàn tay Chúa giữ gìn con. Và nhờ vậy thì mỗi ngày hồi trước con đi lễ bởi vì mẹ con muốn con đi, còn bây giờ thật sự là lòng con yêu mến và tự con là mỗi ngày con đến với nhà thờ, con mỗi ngày con đều đi lễ và dành thời gian cầu nguyện. Chứ hồi xưa con không biết cầu nguyện đâu ạ. Dạ thì và con năng đến tòa giải tội hơn, cứ khoảng 2 tuần hoặc 2 tuần con sẽ đi xin tội một lần, thì con thấy là công việc rồi mọi thứ của con rất là thuận lợi bình an luôn ạ. Dạ. Hallelujah. Đây, tôi gửi tặng cho con món quà 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Đây là một lời chứng rất hùng hồn cho những người trẻ ngày hôm nay, từ hai người kiến trúc sư, rồi tới một thông dịch viên, một người dạy tiếng Anh, mà đều nói rằng là có bàn tay của Chúa, có quyền năng lòng thương xót của Chúa, chứ không phải chuyện là tình cảm, không phải là chuyện mê tín. Chúa đang dùng chính cái con người trí thức ấy làm thông dịch viên lòng thương xót Chúa cho những người cứng tin, những người chưa nhận với lòng thương xót Chúa, tặng con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của Cha. Và đây là chuỗi lòng thương xót Chúa, Đấng đã ba lần cứu con khỏi chết tai nạn giao thông đèo vào. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah.